Bình 6V nha các bạn. Đây là cái bình 6V 6V 23 dành cho anh em lên xe 78 đàm cánh án 81 DD 6V các bạn. Đấy, điện sáng nha. Đấy, bao test bóng đèn sáng cho anh em. Một cái duy nhất nha các bạn. Một cái duy nhất nha. Vẫn còn sử dụng ok các bạn. Đấy, đã test điện điện đốm ok đầy đủ hết cho anh em. Anh em nào mà muốn về Vinh nha thì chơi cái này nha các bạn. Đấy. Về Vinh thì mới chơi cái này hả các bạn. Còn anh em mà kiểu mà muốn mạnh sáng dưới đẹp ngon thì anh em mua cái bình mới nha. Bình này Việt Nam nó làm có bán trên thị trường các bạn, cũng vài trăm thôi, 100-200 nữa, rất là rẻ nha các bạn. Còn cái này chỉ thích hợp cho anh em nào về Vinh nha, kiểu gắn xe cho Vinh nguyên bản theo xe. Cái này Indo các bạn, này Indo theo xe nha, hàng theo xe nha các bạn. Đấy. Một cái duy nhất nha anh em. Cái này mình thay nước cắt mới vô luôn rồi nè các bạn. Đó, thay nước mới vô luôn rồi, sạc ok hết cho các bạn rồi nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Anh em nào ở gần thì qua shop lấy nha anh em. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện nha. Bên mình bán là chuyển tiền trước, ship hàng sau, không ship code nha anh em. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo số điện thoại nha. Cảm ơn tất cả các bạn.